xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Hôm nay em Ngọc lại quay trở lại và giới thiệu cho mình hai em siêu phẩm cực hot. Đó là dòng Winner. Các bạn biết sao không, hiện tại thì Winner đang xuống giá rất là nhiều luôn. Mình lấy màu jean á, chỉ có 31.500 thôi. Còn lấy màu 3D thì nó sẽ cao hơn 2 triệu, tầm khoảng 335 cho tới 34.500. Tùy từng màu và tùy từng phiên bản. Thì ở đây là em Ngọc sẽ có màu bạc nè. Màu bạc này rất là hot nha các bạn biết không. Khách em Ngọc chạy từ Tiền Giang lên để mua em này luôn á. Màu này sẽ là màu bạc nhám, có thêm cái viền tem màu cam nữa đây, nên nhìn rất là đẹp mắt. Và độ thêm cho mình thêm cặp bánh mâm cũng như là phuộc nè, rồi chống độ sâu nữa ha. Độ cũng xương xương á. Màu sơn rất là đẹp nha cả nhà. Nếu mà mình thích cái kiểu mà phong cách mạnh mẽ, độc đáo lạ và không bị trùng thì mình lấy cái em này. Tại vì đa phần mấy em kia sơn nó sẽ hơi hơi trùng, nhưng mà riêng em này không trùng nha. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Và màu sơn mình sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm tại cửa hàng bên em Ngọc. Mình còn máy móc á, là mình sẽ bảo hành 3 năm toàn quốc trên hệ thống của Honda. Sau này ví dụ mình không ở đây, mình lấy vợ lấy chồng mình về quê thì mình có thể đến quê bảo hành vẫn được 3 năm nữa nha. Rồi tiếp theo bên này đi, bên này là em Ngọc có em Winner màu trắng, trắng đỏ. Cái này sơn theo phong cách giới hạn nên sẽ có một ít tem màu đỏ và màu đen ở đây. Rồi ở đây là bên Ngọc ớt thêm cái này á, để bảo vệ trầy xước cho mình luôn. Nếu mà mua trả góp Winner, trả trước cho em từ khoảng 5 triệu trở lên nè. Chuẩn bị giấy tờ giùm em, căn cước bằng lái. Bên em sẽ hỗ trợ trả góp từ đủ 18 tuổi cho tới dưới 60 tuổi nha. Và nếu mà trong trường hợp bạn nào mà mình chưa đủ tuổi thì mình có thể nhờ người thân đứng tên. Sau này góp xong mình xem tên vẫn được hen. Địa chỉ cửa hàng của em Ngọc nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nếu như mình ở xa thì cứ đi tới khu du lịch Đại Nam. Cái này chắc bạn nào cũng biết mà đúng không? Gọi ngay cho Ngọc qua số điện thoại Ngọc có để bên dưới màn hình 0933164446. Em Ngọc sẽ tư vấn cụ thể cho mình. Lên liên lạc em Ngọc trước là mình sẽ được bớt 1 triệu nè, quà tặng khuyến mãi và tiền xăng riêng. Có người thân dẫn tới là sẽ có thêm tiền cà phê nữa nha. Nhanh tay lưu lại số em Ngọc. Muốn mua trả góp em này, trả trước 40% là được cả về gốc. Và hiện tại là bên em sẽ giao xe trong khu vực Bình Dương cho mình luôn nha. Ví dụ mình đi mua xe mà mình đi có một mình á, cứ liên lạc em rồi bên em sẽ có người giao xe cho mình nha. Chúc cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe trong năm nay, làm ăn có thiệt là nhiều tiền. Để lên mua xe ủng hộ Ngọc nha.